Tôi có suy nghĩ về niềm tin tam bảo như sau. Có hai người A và B, người A có niềm tin tam bảo và chánh kiến đúng đắn về Đức Thế Tôn, nghiệp và quả của nghiệp, còn người B thì lại tin vào đoạn kiến chết là hết. Sống trên đời là phải vui hưởng hạnh phúc đó dục lạc thế gian đem lại. Nếu cả hai người sau khi thân hoại mạng chung thì đều tái sanh lại làm người, người A đó có chánh kiến và đức tin tam bảo thì sẽ dễ gặp lại chánh pháp và có khả năng nhớ lại tiền kiếp hơn. Còn người B thì sẽ không có nhớ ký ức kiếp trước gì cả. Như vậy đức tin và chánh kiến đúng đắn có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của một chúng sinh. Không biết suy nghĩ của tôi có đúng không, xin cho biết ý kiến của các vị đại đức. Ở trong chú giải kinh Sa Môn Quả của Trường Bộ và như là cũng có một số bài kinh khác thì có đề cập tới một số đệ tử của ngoại đạo sau khi chết vẫn sanh thiên, nhưng điều kiện để cho họ chết có tà kiến mà họ sanh thiên là họ vướng phải thường kiến, tức là họ vẫn tin vào nghiệp và quả của nghiệp, họ vẫn làm phước và cầu công đức. Còn những ai dính phải đoạn kiến, không tin vào nghiệp và quả của nghiệp thì họ sẽ đi địa ngục. Cho nên cái ví dụ của quý vị không thành lập, nghĩa là khi mình vướng phải đoạn kiến như vậy đó thì mình chết rồi là mình đi xuống thôi, chứ không có cái vụ mà sanh lại làm người. Cho nên là mình khỏi cần phải tính chi cho nó xa ha. Rồi thì còn chỉ có một trường hợp nha, một trường hợp mà cái người đoạn kiến này nè mà họ không đi địa ngục thôi. Đó là gì? Kiếp quá khứ họ từng cúng dường một vị Phật độc giác, thì khi vị ấy cúng dường một vị Phật độc giác á, cái phước cúng dường Phật á, nó đủ để nâng đỡ vị ấy sanh về cõi người, cõi trời trong 7 kiếp liên tục. Bất kể trong kiếp đó họ có tà kiến hay là không, có tạo ác nghiệp hay là không. Đương nhiên là cũng phải chừa cái ngũ nghịch ha. Nhưng mà ngoài ngũ nghịch ra thì các tội khác họ có tà kiến hay không không quan trọng. Bất kể cái phước và cúng dường Phật độc giác đủ nâng đỡ họ trong 7 kiếp liên tục, thì chỉ trong trường hợp đó cái người có tà kiến thì người có đoạn kiến thì họ sẽ vẫn được sanh làm người. Chứ còn nếu họ không có cái đó thì mạng chung là đi địa ngục, chứ không có cửa mà sanh làm người đâu ha. Và xin mời Đại Đức Tuệ Tường chia sẻ thêm về vấn đề này. Xin thưa vậy, thật sự trong rất là nhiều bài giảng sư cũng hay nhắc đi nhắc lại cái vụ đoạn kiến này. Cái người mà có cái tư tưởng đoạn kiến mà không có từ bỏ mà chấp thủ nó cho đến khi mà đến cuối đời, mà khi mà thân hoại mạng chung, khi chết thưa vậy, đó đúng là như vậy, đúng là gì? Thì nó mang mà sư nhắc đi nhắc lại rất là nhiều á, gọi là tà kiến cố định thưa vậy, tà kiến cố định. Mà khi mà dù sư nói thẳng, cho dù người đó là trong cái kiếp đó tu hành ngon lành lắm, giống như nó thẳng đâu xa là trong kinh điển có nói lên ba cái tay giáo chủ mà có chủ trương mà đoạn kiến thưa vậy, tà kiến cố định đó. Là Makhali Gosala đó, Puna Pú Rana Kapsaba và Achita Kesabali. Mà thậm chí cái tên đầu mà sư nói Makhali Gosala thì vị trong tăng chi Đức Phật nói rất rõ, nói là cái tay này nó rất là nguy hiểm. Đức Phật nói thẳng luôn, nghĩa là Đức Phật nói là cái tay này nó nguy hiểm, nó làm cho chúng sanh, nó vô số chúng sanh đau khổ triền miên trong sinh tử luân hồi. Mặc dù quý vị biết là những ba tay giáo chủ này là tu hành ngon lành lắm, nghe nhìn bề ngoài là ở trong rừng giữ giới này nọ, kiểu này nọ cũng ngon lành lắm á, giữ ngũ giới này nọ,
thật sự đã dính vào tà kiến cố định thì rớt vào địa ngục thưa vị. Và cái địa ngục mà cái người tà kiến cố định đó mà rớt vào đó, cái địa ngục gọi là cái đó là địa ngục, gọi địa ngục không gian. Địa ngục không gian này rất là ghê thưa vị. Không gian này sư nhớ không biết có lầm không, là trong chú giải người cõi mô tả là cái địa ngục này là nó khi mà trái đất mà bị cái quả đất nó bị tiêu hủy là nó vẫn nó cho nằm ở giữa, vì nằm không gian mà, cho nên là nó vẫn tồn tại đó, vẫn tồn tại, nó vẫn tồn tại như vậy, nó bị hành hạ suốt vậy đó. Nói chung cái hình đó trong chổng cũng chẳng có thua địa ngục mà A Tỳ, địa ngục A Quý Chí đó, nó cũng xem mà gọi là 9-10 đó. Cho nên là một lần nữa ha, mà sẽ nói lại cái vấn đề mà gọi là đoạn kiến ha, đoạn kiến mà gọi là tà kiến cố định đó, thì cái này nó rất là nguy hiểm. Cái đó là do nên cơ hội làm người, hội làm người là hầu như là không có thôi, không mà thậm chí là vì một cái nhân cái duyên gì, một cái quả thiện gì đó mà mai này á, mai này trong một cái kiếp lâu 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 thiệt lâu á, may lại nó là sanh lại làm người á, thì cũng cơ hội nó cũng rất cực kỳ khó, thưa vị, cực kỳ khó nếu mà này rơi vào địa ngục. Bài này cái điều này trong kinh Tương Ưng Đức Phật cũng có nói này. Một cái sanh mà rơi mà dính vào, đặc biệt dính vào tà kiến mà tà kiến cố định mà rơi vào địa ngục, thì cơ hội mà sanh lại làm người mà có chánh kiến thì nó nói chung là nó hầu hầu như mà tỷ lệ là nó nếu mà nói tỷ lệ bằng không thì nó hơi cực đoan quá, nhưng mà tỷ lệ nó rất là thấp này, thấp cực kỳ luôn. Cho nên là cái trường hợp này ví dụ mình nên lưu ý ha, không mình nên lưu ý ha, tại vì thường kiến thì mới mới sanh lại làm người được, còn đoạn kiến thì nguy hiểm lắm, đoạn kiến là tà kiến cố định này, cho nên là không có ấy đâu, không có sanh người đâu. Thì cái vị này nói là bây giờ nói trường hợp người A là người A mà nếu mà có chánh kiến, có đức tin tam bảo, dễ gặp lại chánh pháp, khả năng nhớ lại tiền kiếp, bây giờ bỏ người B đi, người B không có này nha, người B không có cho nên bỏ đi. Người A có chánh kiến, có đức tin tam bảo, dễ gặp lại chánh pháp, có khả năng nhớ lại tiền kiếp, có khả năng thì đúng, dục tiền khả năng thì đúng. Như vậy đức tin thì chánh kiến có ảnh hưởng rất lớn về cuộc sống của chúng sinh, đúng rồi quý vị. Cái niềm tin chân chánh nó nghĩa là đặt cái niềm tin đây phải nói là niềm tin về tam bảo Phật pháp tăng nha, tin nhân quả nha, chứ không phải niềm tin về ông bảy hay là bà chúa xứ này xứ kia, đó là không sai à. Thì đúng là như vậy, thì ảnh hưởng cuộc sống chúng ta rất là nhiều, chúng ta rất là nhiều. Ví dụ bây giờ là trong đời kiếp này đi, mà chúng ta thấy cái hình ảnh mà chư tăng giống như Thái Lan, chư tăng Miến Điện, chư tăng đó, chư tăng Lào, Campuchia, Sri Lanka đó, đắp cái y, mình nhìn vô mình hoan hỷ, đúng không? Hay thậm chí mình nghe cái tiếng mà các ngài tụng kinh, mình nghe mình hoan hỷ, là mình hiểu được là đây là một cái quả thiện ở chỗ mà một cái nhân thiện mình làm trong quá khứ đó. Còn khi mình hình thấy cái những ông sa môn đầu trọc mặc mặc cái mặc đắp y như vậy, rồi hở vai ra nhìn nó sao nó thô thiển, nhìn nó khó ưa quá à. Đúng không, nhìn mấy ông này không 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 có gọi đọc đọc mấy kinh, đọc mấy cái giọng đọc á, kinh á, thì nghe mình nghe nó chối tai, nghe nó khó chịu, nghe trong mình lòng mình cái tâm mình nó nóng nảy, hiểu không, nó sân hận này nọ cái gì, thì rõ ràng đó là cái này là trong quá khứ mình đâu có duyên duyên, các bạn mình đâu có duyên duyên với chánh kiến, có niềm tin đâu, nên cái những cái hiện tượng đó nó xảy ra đối với mình, nó khó chịu đối với mình là như vậy. Cho nên là một lần nữa thì sư cũng xác nhận đúng là cái đức tin chân chánh và cái chánh kiến nó cực kỳ quan trọng, nó là nhân là duyên để trong nhiều đời nhiều kiếp chúng ta có thấy hình ảnh chư tăng, chúng ta có thấy hình ảnh Thế Tôn, chúng ta có lắng nghe giáo pháp, thì chúng ta rất là dễ tiếp thu, mà dễ chấp nhận, và dễ học, dễ hành theo và dễ thành tựu pháp theo. Còn nếu mà đã không có đức tin chân chánh chánh kiến thì xin thưa quý vị, bây giờ mà quý vị có hên dữ lắm mà gặp Đức Phật toàn giác trong tương lai, Phật Bát Tây Giá mà nhưng như là ngài thuyết pháp đó, Phật nghe cũng không vô đâu. Mà cái điều này trong cái pháp cú có rồi, là cái câu chuyện năm thiện nam thôi vậy, là nghe Đức Phật thuyết pháp trực tiếp đó, gọi nghe trực tiếp luôn á, mà một người á, là gì, một người là lấy cái tay khều khều dưới đất, một người nằm ngủ, một thiện nam thì khều tay đất, một ông thiện nam nằm ngủ, một ông thiện nam á thì cầm cái lắc lá lắc, một ông thiện nam á thì ngước lên trời đó, còn chỉ có một ông thiện nam là chăm chú ngồi lắng nghe thôi. Thì Đức Phật hỏi tại sao cái ngài Đa, nó hỏi ủa tại sao mà Đức Thế Tôn thuyết, mà tại sao cái bố năm thiện nam này thuyết thuyết diệu pháp cho năm năm thiện nam này nghe,
mà chỉ có là một ông nghe thôi, còn bốn kia không nghe. Đức Phật nói là ngày này Ananda, bọn ngươi tưởng là diệu pháp dễ nghe lắm hay sao? Tại vì vốn dĩ bốn cái người này nè, bốn cái này, năm thiện nam này nè, trong quá khứ 500 kiếp liên tục là làm loài súc sanh rồi, đúng không? Trong khiều là làm con, xin nhớ như là làm con trùng hay con rắn gì đó, con trùng, làm trùng. Trong thứ hai rung cây lặn khỉ, trong thứ ba là ngủ á, ngủ gục á, làm rắn. Trong thứ tư là nhà chiêm tinh học, cho nên tôi nhìn trời không à. Chỉ có ông thứ năm là một cái người mà chuyên chú mà nghiên cứu kinh điển Vệ Đà này nọ tụng đọc đó, cho nên nó nghe. Đức Phật nói là do trong nhiều kiếp mà nghe tiếng thú, nghe tiếng chim chóc này nọ, tiếng loài cầm thú mà, cho nên là khi nghe giáo pháp Như Lai á là đâu có thể nào mà hiểu được đó. Cho nên một lần nữa ha, xin nhấn mạnh lại ha, cái trường hợp B thì loại bỏ, nhưng mà trường hợp A thì đúng là một người có đức tin và chánh kiến, ảnh hưởng rất là nhiều, cực kỳ nhiều trong cái đời sống vượt thoát khỏi sinh tử luân hồi của chúng ta. Cho nên phải lưu 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 tâm giùm sư nha, cái đức tin chánh kiến cực kỳ quan trọng. Em cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này.